Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục podcast. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về chủ đề là người quan sát. Và lý do hay là nguồn cảm hứng cho chủ đề này nó đến từ một giấc mơ của mình. Không, nói đúng hơn là đến từ những giấc mơ mình có trong một buổi đêm. Thì không phải cụ thể là nội dung giấc mơ mà là thứ mình nhận ra sau khi mình ngủ dậy. Đó là khi mà mình mơ nha, thì nó giống như là mình đang xem một bộ phim vậy ạ. Và nhân vật chính có thể là mình, thường thì là mình. Và mình mơ thấy việc mình tương tác với những người xung quanh, làm này làm kia, đôi khi là tương tác tốt, đôi khi là tương tác xấu. Nhưng đều có một điểm chung, đấy là trong những giấc mơ của mình thường thì mình không có cảm thấy gì cả. Tức là mình không có nhiều cảm xúc trong những giấc mơ, mình chỉ đơn giản là quan sát mà thôi. Và khi mình vừa tỉnh dậy, trong trường hợp mà mình vẫn còn nhớ cái giấc mơ đó, thì ngay lập tức mình có những cái suy nghĩ trong đầu về những giấc mơ. Ồ, mình không thích thế. Hoặc là ồ, mình thích thế lắm. Ồ, mình nghĩ về điều đấy mình hơi buồn. Ồ, mình nghĩ về điều đấy mình rất vui. Mình lấy ví dụ trong mơ là bạn nằm mơ thấy bạn đỗ đại học chẳng hạn. Giả sử bạn đang là học sinh lớp 12 và bạn ngủ dậy, bạn cảm thấy rất là vui sướng, sung sướng. Nhưng mà trong giấc mơ thì bạn chỉ đơn giản là à, tôi đỗ đại học. Hoặc là nếu bạn nằm mơ quay lại với người cũ và ngủ dậy bạn cảm thấy ôi thật là thất vọng, thật là buồn, vì thực tế nó khác giấc mơ. Nhưng giấc mơ quay lại chỉ là quay lại thôi, bạn không có cảm thấy chi hết. Thế nên mình mới nhận ra là chỉ khi mà mình tỉnh giấc thì mình mới bắt đầu có những cảm xúc đánh giá về sự vật, sự việc, hiện tượng và người khác. Còn khi trong giấc mơ, tất cả những thứ xảy ra trong cuộc sống, xảy ra đối với mình đều không cảm thấy chi hết. Mình chỉ đơn giản là mình quan sát thôi, giống như là bạn đang xem một bộ phim vậy ạ. Thế thì mình bắt đầu nghĩ là ồ, vậy thì tại sao chúng ta không trở thành người quan sát kể cả trong cuộc sống, kể cả khi là bạn đã tỉnh giấc? Mà thật ra thì cũng chẳng biết là chúng ta đang tỉnh giấc thật hay không, hay chúng ta lại vẫn đang mơ đây. Nhưng mà đấy, tại sao chúng ta không trở thành người quan sát kể cả khi chúng ta đang tỉnh giấc? Mình vẫn hay nghĩ thế này, hay tưởng tượng rằng là thật ra mình đang xem một bộ phim mà nhân vật chính tên là Thu Anh. Và thường thì các bạn đi xem phim, giờ có phim 3D đúng không? Cảm giác rất là chân thực. Biết đâu đấy mình đang xem một bộ phim 300D, 3 tỷ D thì sao? Cảm giác không những chân thực mà mình còn được cảm tưởng như mình là một phần của cái nhân vật Thu Anh này. Mình cảm nhận được năm giác quan, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật Thu Anh này. Nhưng mà mình không phải là Thu Anh. Mình chỉ là người quan sát thôi. Thế nên là bất cứ sự vật, sự việc, hiện tượng nào xảy đến với nhân vật Thu Anh thì chỉ là Thu Anh thôi. Xảy đến với Thu Anh thôi thì mình cũng chỉ biết là à ok, chuyện đấy xảy ra rồi. Vì mình đang xem một bộ phim 3 tỷ đê, thế nên là ví dụ Thu Anh bị đánh thì mình cũng cảm thấy đau. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là mình sẽ ghét cái người đánh Thu Anh, hoặc mình ghét cái... Cứ coi như tất cả chúng ta đều đang đóng một vai diễn gì đấy nhá. Thì Thu Anh, diễn viên Thu Anh bị một diễn viên A ghét, à diễn viên A đánh đi. Đấy, thì bạn sẽ ghét, có thể là bạn ghét cái diễn viên A đấy. Cái diễn viên A này khó, đáng ghét nhờ vì đánh nhân vật chính. Nhưng mà chỉ thế thôi, chỉ vậy thôi. Bạn không ghét cái người đóng vai A, mà cái người đóng vai A thì có thể là linh hồn của người đấy. Đấy, còn bản thân bạn không phải Thu Anh, mà có thể bạn chỉ là linh hồn của Thu Anh. Đại để là khi mà nghĩ theo cái hướng mình chỉ là người quan sát thôi thì bạn sẽ thôi không bị cuốn vào những cái vấn đề trong cuộc sống của bạn nữa. Bạn không bị cuốn quá nhiều vào những các vấn đề xảy ra trong cuộc sống của bạn nữa. Và khi mà chuyện gì đấy xảy ra với bạn thì đó chỉ là xảy ra với cái danh tính của bạn thôi. Ví dụ tên của bạn này, địa vị công danh của bạn này,
thu nhập của bạn này, cha mẹ bạn là ai, văn hóa truyền thống quần áo bạn mặc. Đó chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Còn linh hồn của bạn bên trong, nó không phải những thứ mà được đặt tên gắn mác vào bạn. Đấy, ví dụ tên của bạn ok là cha mẹ đặt cho, địa vị học hàm là do xã hội đặt cho. Chứ nếu mà bạn mang cái địa vị đấy, bạn sống 3.000 năm trước thì chắc mọi người chẳng ai quan tâm đâu. Thế nên khi mà mình cố gắng nhìn nhận vấn đề, nhìn nhận cuộc sống của mình dưới góc độ mình chỉ là người quan sát thôi, thì những sự kiện xảy đến với mình, dù là tốt hay là xấu, cái biên độ dao động cảm xúc nó không còn quá khác biệt như trước đây nữa. Ví dụ trước đây chuyện tốt thì ôi mừng quá, vui lên đến tận như kiểu lên đến 9 tầng mây. Còn chuyện xấu xảy ra thì như kiểu là xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng mà bây giờ có xấu có tốt thì nó cũng chỉ kiểu theo cái kiểu thế à. Đấy, bởi vì những cái chuyện xấu tốt đấy chỉ xảy ra với diễn viên, với nhân vật mang tên Thu Anh thôi, chứ nó không diễn ra với bản thể nội tâm bên trong của mình. Đằng sau Thu Anh là một linh hồn, đằng sau cái tên, cái mác Thu Anh là một nội tâm khác, một bản thể khác. Thì những gì mình nói như vậy, trước tiên nó là lý thuyết thôi đã. Và để thật sự thực hành nó thì cần practice, cần luyện tập nhiều. Và mình vẫn luôn nói về việc sống chánh niệm, về về việc mà bạn mỗi ngày, mỗi khi, trong từng khoảnh khắc, chúng mình đều tập trung vào từng khoảnh khắc, quan sát từng khoảnh khắc của bạn, quan sát cảm xúc, quan sát những gì bạn muốn làm, quan sát dòng suy nghĩ của bạn trong từng khoảnh khắc. Nhưng mà hãy chỉ dừng ở cái mức là người quan sát. À, cái nhân vật tôi đang cảm thấy thế này, nhân vật tôi đang có những suy nghĩ tiêu cực như thế. Đấy, thì đó là nhân vật tôi thôi. Còn người ra quyết định cuối cùng là bạn. Thì bạn có, ví dụ bạn là đạo diễn, bạn là người chơi game đấy, ok, bạn đọc được cái dòng cảm xúc của nhân vật thì bạn có thể đưa ra hành động, đưa ra cái quyết định tiếp theo cho nhân vật là có hành động theo cảm xúc hay không, hay là hành động theo lý trí, hay là bởi vì suy nghĩ tiêu cực nên là đưa ra một quyết định tiêu cực. Thì tất cả, tức là cảm xúc, suy nghĩ và hành động, nó không nhất thiết là phải đi đôi với nhau. Nghe thì có vẻ như như đa nhân cách vậy ạ. Nhưng mà mình nghĩ đấy là việc nên làm, bởi vì chúng ta không thể cứ sống một cách tùy tiện hay là vô trách nhiệm và cho rằng à, chỉ vì cảm xúc của tôi như thế nên là tôi sẽ hành động như thế. Bởi vì suy nghĩ của tôi như vậy nên tôi sẽ hành động như vậy. Có lẽ trước khi đưa ra hành động, mình thì mình nghĩ thế này, cái thứ duy nhất định nghĩa ta là ai không phải là suy nghĩ cảm xúc, không phải là những thứ ta khoác lên người, không phải là tên tuổi, công danh địa vị, số tiền trong tài khoản, mà là hành động của ta. Và cái hành động đấy không hề bị chi phối bởi những cái thứ được gắn mác lên ta. Thế nên sau này khi mà ai đó làm gì đó không phải với bạn thì hãy lập tức nghĩ đến việc à, đây có thể chỉ đang là một giấc mơ, hoặc đây là một bộ phim, một trò chơi mà mình đang chơi, và cái việc họ làm không phải đấy là làm không phải với cái nhân vật tôi này, chứ không phải là họ đối xử tệ với mình. Thì nghĩ vậy là để mình thôi không bị cuốn vào những cái cảm xúc tiêu cực trong dòng sự kiện, trong tình huống. Thôi không nghĩ đến việc trả thù hay là hận cái người mà đã đối xử tệ với bạn. Và nếu coi cuộc sống là một bộ phim thì tất cả chúng ta đều đang diễn theo kịch bản có sẵn của đạo diễn. Và đạo diễn ở đây có thể là vũ trụ. Và kể cả là bạn, cái nhân vật tôi của bạn và những nhân vật xung quanh trong cuộc sống của nhân vật tôi cũng chỉ đang làm theo kịch bản mà thôi. Nên
Bạn xem phim, kiểu bạn xem phim bạn thấy là bạn rất là ghét nhân vật A trong phim, nhân vật A thật là ác, nhưng bạn không có ghét cái người diễn viên đóng nhân vật đó. Đấy, thì diễn viên ở đây là linh hồn. Và chúng ta chỉ ghét cái bản ngã, cái tôi của nhân vật A, nhân vật B. Nhưng mà bạn phải hiểu là họ cũng chỉ là đang tuân theo lời đạo diễn để đóng phim thôi mà. Để làm đúng cái kịch bản cuộc đời họ thôi mà. Đấy, chỉ hơi khác biệt với phim ảnh thật, đấy là phim ảnh trong cuộc sống. À, đôi khi diễn viên không nhận ra là mình đang đóng phim. Đôi khi họ không nhận ra là chúng ta không nhận ra là chúng ta chỉ đang làm theo một kịch bản của nghiệp quả. Mà đạo diễn ở đây là vũ trụ. Thì một là tóm lại, một là chúng ta quan sát, chúng ta đóng vai trò là người quan sát chứ chúng ta không phải là nhân vật tôi. Cái thứ hai là vì đã quan sát và vì đã tách biệt ra với những cái gắn mác lên bạn rồi, những cái mác được gắn lên bạn rồi, thì bạn cũng khi mà bạn nhìn nhận những người xung quanh ấy thì cũng không nhìn nhận họ dưới danh nghĩa là nhân vật A, nhân vật B, diễn viên A, mà bạn nhìn nhận họ dưới góc độ linh hồn. Khi mà bạn tương tác tiếp xúc với ai đó, đừng tương tác tiếp xúc, đừng đánh giá họ chỉ vì những cái bên ngoài đấy, mà hãy dành thời gian để thẩm thấu, để hãy dành thời gian bên linh hồn của họ và cảm nhận cái linh hồn thật sự của họ, chứ không phải những thứ bên ngoài mà họ show ra cho bạn thấy. Và hãy thật sự cảm nhận bằng trực giác, bằng trái tim của mình, và hiểu thấu lòng người. Để hiểu lòng người, để hiểu trái tim của ai đấy thì bạn cũng phải sử dụng trái tim của bạn. Bạn không thể, bạn không, nói đúng hơn, đúng là không thể dùng trí óc để phân tích xem là nếu họ làm A thì tức là họ làm cái này, tức là họ sẽ cảm thấy như thế, bla 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 bla, A B C D Z, hoặc là họ có học vấn thấp hơn mình, tức là họ không thông minh bằng mình. Chúng ta không suy luận như thế về mỗi người, mà hãy tiếp xúc và cảm nhận được, và hãy cố gắng cảm nhận con tim, tấm lòng, trái tim của mọi người, linh hồn của mọi người. Và nếu có tương tác thì khi mà bạn đã trở thành người quan sát rồi, thì nếu mà bạn tương tác với mọi người là bạn tương tác với linh hồn của họ, với bản thể nội tâm của họ, chứ không phải bạn tương tác với cái tôi của họ nữa. Thì đó cũng là một cách để bạn có được cái kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh, và bạn tìm thấy được người đồng hành thật sự có kết nối với bạn, chứ không phải là kết nối ở mức độ hời hợt, ở những cái mác được gắn lên nhau. À, chúng ta có chung một cái mác này nên chúng ta sẽ thân thiết với nhau đấy, chúng ta có thể trở thành bạn đấy. Nó cũng không hẳn như thế đâu. Nói chung là, tóm lại là cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận phút này. Mình nói hơi lan man một chút, bởi vì series này cũng không có kịch bản gì cả, và cũng như tất cả các series khác của mình thì gần như không có kịch bản. Tóm lại là hãy trở thành người quan sát trong cuộc đời của chính mình. Đừng bị cuốn vào nhân vật tôi, cái nhân vật mang tên của bạn, và đừng quá đặt nặng với cái tên tuổi, địa vị, học vấn đó. Nó chỉ là, nó không phải là bạn. Tất cả những thứ đấy không định nghĩa bạn là ai. Mà những gì mà bạn ra quyết định, những gì bạn hành động thì mới là con người thật của bạn. Và để có những hành động đúng đắn nhất thì chúng ta cần sự quan sát kỹ lưỡng, rồi mới đi, rồi mới hành động dựa trên cái hành trình mà con đường bạn cảm thấy cần phải đi, cần phải làm. Ok, lan man thế được rồi. Mình mong là những gì mình chia sẻ có thể giúp bạn phần nào trong cuộc sống, giúp bạn có cái nhìn mới về cuộc sống, để giúp bạn cảm thấy thôi không còn quá khổ sở với cuộc sống này, và không bị phụ thuộc cảm xúc vào tất cả những thứ xảy ra, mà mình có thể giữ được một cái tâm thế chủ động hơn. Và nhớ nha, khi mà bạn trưởng thành á thì bạn sẽ thấy là
biên độ dao động cảm xúc của bạn nó ít lại, và dù là bạn trúng xổ số hay là bạn phá sản thì cái mức độ khác biệt cảm xúc nó cũng không quá nhiều, và bạn chỉ đơn giản bạn có một bạn hồi đáp lại với những sự kiện xảy ra trong cuộc sống theo kiểu là à thế à. Rồi thì đấy là nội dung podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Các bạn đừng quên tiếp tục ủng hộ series này của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Bye bye.